Xin chào thứ bảy tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đang ở trên thư viện của thành phố New York, và hôm nay thì tips của mình muốn đem đến tất cả cho các bạn là đó là về tần suất của các bữa ăn. Thì cũng đã có rất nhiều cái bài báo rồi nhiều ý kiến về vấn đề này ấy, nhưng mà theo mình ấy, thì khoảng cách giữa các bữa ăn của các bạn sẽ là tầm 2 đến 3 tiếng ấy. Đặc biệt là với chương trình này này, vì chúng ta muốn giữ cái lượng đường trong máu ở mức ổn định, chứ không muốn để bị hạ đường huyết, đúng không? Vì khi chúng ta bị hạ đường huyết ấy, thì cái cách nhanh nhất mà để chúng ta phục hồi đó là bổ sung cái lượng đường vào cơ thể, mà đó là cái chúng ta rất là cần tránh trong cái chương trình này. Vậy nên ấy, ngay khi thức dậy vào buổi sáng ấy, hãy ăn luôn và tiếp tục các bữa ăn tiếp theo tầm 2 đến 3 tiếng một bữa. Và trước khi đi ngủ nhá, chúng ta cũng cần một bữa nữa. Vì sao? Vì chúng ta sẽ rút ngắn được cái thời gian 7 đến 8 tiếng mà cơ thể chúng ta bị bỏ đói này, và cái lượng đường nó sẽ tạo ra trong lúc đó để duy trì năng lượng cho cơ thể chúng ta ấy. Hoặc là chúng ta có thể là hardcore thức dậy lúc nửa đêm này để bổ sung một bình whey cho cái lượng đường nó càng ổn định hơn ấy. Nhưng mà mình không đến mức hardcore như vậy nên là mình sẽ prefer ăn trước khi đi ngủ hơn. Đấy, các bạn thấy là mình cũng rất chú ý đến tần suất của các bữa ăn trong chương trình này. Vì sao? Vì là nó còn giúp chúng ta tạo ra cái lượng amino acid ổn định để giúp chúng ta phục hồi này, các thớ cơ này bị tổn thương khi mà chúng ta tra tấn nó ở phòng gym ấy. Vậy nên là hãy nhớ này, ăn ít nhất nhá 6 bữa một ngày. Vậy thôi, còn bây giờ này thì mình sẽ vào trong thư viện này học hành một lúc để rồi về còn hoàn thành nốt lần cardio thứ 2 trong ngày 45 phút, đúng không? Và mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai.